Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự cấp huyện ngày 3 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Xã Chợ Đề làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới. Xã Đức Bắc làm tốt công tác khuyến học khuyến tài. Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Tam Đảo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Cùng với các địa phương của huyện đang chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Đảng ủy xã Chợ Đề, huyện Lập Thạch luôn quan tâm chỉ đạo các ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa xã Chợ Đề trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy xã Chợ Đề đã xây dựng nghị quyết triển khai đến các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức của người dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nội dung phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể thường xuyên đổi mới, cán bộ làm công tác dân vận phải gần dân sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Trong xây dựng nông thôn mới, xã Chợ Đề luôn đề cao quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, đồng thời huy động sức mạnh vật chất tinh thần của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Gia đình ông Nguyễn Quang Trung là một trong những hộ tiêu biểu hiến nhiều đất ở trong thôn Đoàn Thành để làm đường giao thông nông thôn. Ông Trung đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới miền núi năm 2013. Là một người dân, tôi thấy cái việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của mỗi người dân để đóng góp sức mình vào cái công cuộc đổi mới của nông thôn, trong xóm mình để mở rộng cái đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp và đáp ứng được cái tiêu chí về nông thôn mới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở mà chương trình xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Người dân đã tự nguyện tham gia các phong trào xây dựng cổng, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa. Thôn Vọng Sơn là một trong những thôn tiêu biểu của xã biết phát huy sức mạnh của dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Thôn Vọng Sơn có 244 hộ dân với 927 nhân khẩu. Trong xây dựng nông thôn mới, thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân trong thôn. Trong 4 năm xây dựng nông thôn mới, thôn Vọng Sơn đã huy động được trên 250 ngày công làm đường giao thông và làm nhà văn hóa thôn. Nhân dân tự nguyện hiến trên 300 mét vuông đất các loại, đóng góp ủng hộ gần 500 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn và gần 200 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn. Ngoài ra, nhân dân trong thôn còn tích cực phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tỷ lệ hộ khá giàu của thôn là 60%, hộ nghèo của thôn chỉ còn 1,6%, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 26 triệu đồng một người một năm. Nhờ làm tốt công tác dân vận mà đời sống vật chất tinh thần của người dân xã Chợ Đề được nâng lên, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Quý 1 năm 2015, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Lập Thạch được duy trì thực hiện đúng quy định. Các cơ quan đơn vị ngành y tế đã phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong các dịp lễ Tết để đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, không để tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Huyện cũng đã chỉ đạo ngành y tế triển khai áp dụng giá dịch vụ khám chữa bệnh mới năm 2015 đối với cơ sở công lập đảm bảo công khai đúng quy định. Trong quý 1, toàn huyện đã khám bệnh cho trên 22.000 lượt người, điều trị nội trú cho 850 lượt người. Các chương trình y tế quốc gia được thực hiện nghiêm túc. 97% trẻ em được tiêm chủng mở rộng, sức khỏe người dân được chăm sóc từ tuyến cơ sở,
đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Bên cạnh việc giáo dục cho trẻ mầm non về chiến lược đạo đức thẩm mỹ, Ban giám hiệu trường mầm non Phương Khoan, huyện Sông Lô luôn xác định giáo dục thể chất cho trẻ là một nhiệm vụ quan trọng nhằm phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Năm học 2014-2015, trường mầm non Phương Khoan có 257 trẻ, chia thành 10 nhóm lớp. Một trong các biện pháp để phát triển thể chất cho trẻ được nhà trường chú trọng là tổ chức bữa ăn hợp lý thông qua chế độ ăn bán trú tại trường. Thực phẩm được lựa chọn phải đảm bảo tươi, ngon, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quá trình chế biến cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, khẩu phần ăn và thực đơn được xây dựng hợp lý, các chất dinh dưỡng đảm bảo cân đối, đủ năng lượng theo nhu cầu của trẻ. Để trẻ luôn cảm thấy ngon miệng, thực đơn được thay đổi theo tuần, theo tháng, theo mùa, góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 5%. Ngay từ đầu năm học đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường để thực hiện nhiệm vụ tốt trong cái công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên để làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn và cử cán bộ, giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn để nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên. Hy vọng rằng những bữa ăn dinh dưỡng như thế này sẽ được các trường mầm non, các địa phương, các hộ gia đình vận dụng linh hoạt, có hiệu quả, góp phần làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em xuống mức thấp nhất. Những năm qua, hoạt động của các cấp hội khuyến học xã Đức Bác, huyện Sông Lô không chỉ dừng ở việc hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mà còn chú trọng xây dựng một xã hội học tập, vận động nhân dân chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Với sự quan tâm đầu tư, động viên kịp thời, công tác khuyến học khuyến tài ở xã Đức Bác đã mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn xã Đức Bác hiện có 46 chi hội khuyến học với gần 2.900 hội viên. Các chi hội khuyến học cơ sở đều được kiện toàn đã góp phần tích cực vào công tác vận động nguồn quỹ, giảm tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân nhận thức và quan tâm hơn đến việc học hành của con em mình. Hoạt động khuyến học khuyến tài cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng và trách nhiệm của các cấp ngành, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương. Tính đến cuối năm 2014, số tiền ủng hộ để xây dựng quỹ khuyến học xã đạt hơn 8 triệu đồng. Ngoài ra, các dòng họ hiếu học trên địa bàn xã cũng vận động xây dựng quỹ riêng của dòng họ. Các cấp hội khuyến học xã còn khuyến khích xây dựng xã hội học tập qua hoạt động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Tiêu biểu như dòng họ Hoàng, thôn Dương Thọ, dòng họ Lê, thôn Thọ Lão, thôn Thượng. Phong trào thi đua học tập ở các dòng họ trên địa bàn huyện đã thực sự có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc xây dựng một xã hội học tập. Quỹ khuyến học của họ chúng tôi thật sự đã phát huy được tác dụng là cùng với các hộ trong gia đình động viên giáo dục con cháu để các cháu học hành được tốt hơn. Bố mẹ, ông bà và mọi người trong gia đình đều chăm lo đến việc học hành của các cháu. Chúng tôi thấy trong những năm vừa qua, kết quả học tập của các cháu từng năm một cái sự phát triển, cái học sinh giỏi và các cái mặt học tập của các cháu là con ngoan trò giỏi của họ ngày càng phát triển. Hội khuyến học xã Đức Bác luôn thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương, tích cực vận động các ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân tiếp sức ước mơ đến trường cho các em học sinh, sinh viên nghèo. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng một xã hội học tập. Công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo sẽ là những thông tin cuối trong chương trình Thời sự cấp huyện hôm nay. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo hiện có 11 cán bộ với số lượng cán bộ còn hạn chế so với khối lượng công việc phải đảm nhận. Nhưng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo vẫn đạt được những thành tích đáng được ghi nhận, góp phần thực hiện tốt việc thi hành án dân sự trên địa bàn. Chi cục Thi hành án dân sự đã tổ chức thi hành nghiêm túc các bản án, quyết định của tòa án, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án, hỗ trợ các biện pháp thi hành án, cung cấp thông tin tài liệu kịp thời khi có yêu cầu của cơ quan thi hành án. Chi cục thi hành án cũng chủ động đẩy mạnh tiến độ giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, giảm tỷ lệ án tồn đọng, ra quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chấp hành viên với mục tiêu rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, từ đó có kế hoạch giải quyết các vụ việc khó khăn phức tạp kéo dài. Trong quá trình tổ chức thi hành án, chi cục luôn làm tốt công tác vận động, thuyết phục, giáo dục người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến thi hành án. Vì vậy, đơn vị không có đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.
Năm 2014, tổng số việc phải thi hành của chi cục là 438 việc, trong đó đã thi hành xong 368 việc, đạt trên 93%. Đơn vị thực hiện việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự, kịp thời xác minh phân loại án đúng quy định của pháp luật. Cũng như là chi cục thi hành án huyện Tam Đảo còn có những cái vướng mắc khó khăn. Một là cái vấn đề do cái trình độ dân trí của nhân dân trong huyện là chưa nhận thức cao. Có thể là do cái một số tỷ lệ vấn đề dân tộc là còn chiếm đa số. Cái thứ hai là cái vấn đề là một số các phòng ban hoặc xã là chưa nhiệt tình trong công tác thi hành án. Cái thứ ba nữa là trong cái công tác tuyên truyền vận động là chưa được phổ biến rộng rãi hoặc lên người dân là chưa nắm được cao nên là chưa đạt được, và cố gắng trong 2015 sẽ phấn đấu trong cái điều kiện tốt nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của trên giao. Với những thành tích đã đạt được, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo đã vinh dự được tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013 của Bộ Tư pháp. Để công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt hơn nữa, trong thời gian tới, Chi cục Thi hành án dân sự huyện sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể. Tiếp tục trong thời gian tới, thì đối với Chi cục Thi hành án huyện Tam Đảo thì còn có một số cái vướng mắc hoặc những cái khó khăn trên địa bàn. Một là ví dụ là đề nghị với lại huyện ủy cần quan tâm và có những cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo. Thứ hai nhất là trong vấn đề ủy ban nhân dân huyện, trong cái ban chỉ đạo hoạt động thi hành án là quan tâm hơn nữa trong vấn đề là chỉ đạo một số các cơ quan hữu quan hoặc phòng ban chuyên môn để phối hợp cùng với cơ quan thi hành án để tổ chức cái cưỡng chế kê biên hoặc giải quyết những cái vụ phức tạp khó khăn để đảm bảo cái quyền lợi lợi ích pháp cho công dân trên địa bàn. Những kết quả đạt được trong năm 2014 là tiền đề động lực để cán bộ công chức trong chi cục tiếp tục phấn đấu, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chung của ngành thi hành án dân sự tỉnh trong những năm tiếp theo. Chương trình Thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.